Hello các bạn, hôm nay Kinh Mẹo Hay xin phép giới thiệu với các bạn thêm một số dạng toán khó của lớp 1 nữa để chúng ta có cái nhìn tổng quan. Và nói chung đây là những cái bài toán dành cho học sinh khá giỏi. Nếu không được gia đình thường xuyên quan tâm, chỉ dẫn thêm thì học sinh trung bình khá, rất khó làm được những bài toán sau của học sinh giỏi. Mà nếu chúng ta để các em mất cái cơ bản toán lớp 1 thì rất là tội. Sau này học lớp 2, lớp 3, dài dài về sau nó rất là khó. Thì hôm trước Kinh Mẹo Hay đã trao đổi bốn cái dạng rồi. Tiếp theo hôm nay thì đây cái dạng thứ năm là dạng điền số tích hợp vào ổ trống. Cái này mấy anh chị cấp 2 dạy cho các em là các em làm không có được. Tại dạy các em cái kiểu như tìm x á, 14 cộng x bằng 67. Vậy thì x bằng cái gì? Chuyển 14 qua bên đây rồi lấy 67 trừ 14, vân vân. Đó thì dạy các cách đó thì các em vô phương, lớp 1 vô phương làm, nó không có hiểu được và nó không thể giải quyết các cái bài toán tương tự được. Vậy thì gặp cái dạng toán này chúng ta giải quyết sao? Dạy cho các em thế nào? Thì chúng ta hướng dẫn về nè các bạn. Cho các em quan sát số đơn vị ở đây nè, là 4 và phép tính là cộng. Vậy thì 4 cộng mấy chúng ta sẽ được 7. Đã được 7 đơn vị đây nè. Thì các em nó nhẩm hoặc là nó dùng que đếm, nó sẽ xác định được đó là 3. Tiếp theo, sau khi xác định số đơn vị xong thì yêu cầu các em nó xác định số hàng chục. Số hàng chục của số đã biết là 1. Kết quả là 6. Vậy 1 cộng mấy sẽ được 6. Đó. Các em nó đếm hoặc là nó dùng cách nào đó nó sẽ xác định được 5. Và như vậy thì các em nó sẽ điền vô 14 cộng 53 sẽ bằng 67. Rồi tương tự đối với bài số 2. Chúng ta cũng yêu cầu các em nó xét cái số đơn vị trước. Ở đây là 6 nè. Đây là phép tính trừ. Trừ 6 mà bằng 2. Số 2 đơn vị thôi, xét số đơn vị thôi. Vậy thì số nào trừ 6 mà bằng 2? Các em nó sẽ nhẩm được. Nó là chính là số 8. Sau khi xử lý xong cái hàng đơn vị rồi thì chúng ta hướng dẫn cho các em xử lý cái hàng chục. Vậy thì số nào trừ 3 sẽ được 5? Đó, thì các em nó sẽ đếm, nó nhẩm, nó cộng ngược, cộng xuôi vậy đó. Thì nó sẽ xác định được là 88. Đó, vậy là hoàn thành bài toán. Và lưu ý ở đây là chúng ta nên hướng dẫn cho các em nó tìm cái số đơn vị trước, sau đó xử lý tới hàng chục. Rồi sang dạng thứ hai. Dạng thứ hai là cái dạng toán so sánh lớn nhỏ. Nhưng để so sánh được lớn nhỏ thì các em phải làm hai phép tính ở hai bên số so sánh. Đã với thì cái yêu cầu như vậy thì nó đã gấp khó gấp đôi cái phép tính thông thường rồi. Nhưng ở đây nó lại có nhiều đáp án, có thể có rất nhiều đáp án xảy ra, cho nên nó có thể gấp khó gấp 3 gấp 4 lần. Đây ví dụ bài toán này. 7 trừ 5 nhỏ hơn một số nào đó mà cái số đó nó nhỏ hơn 1 cộng 6, tức là nhỏ hơn 7. Đó, như vậy thì bên này các em giải quyết bài toán bên này để nó có số 7 nè. Giải quyết bài toán bên này để nó có số 2. Như vậy thì số nào sẽ lớn hơn 2? Số nào sẽ lớn hơn 2 mà nhỏ hơn 7? Thì các em nó sẽ tìm được là số 6. Không thể là số 7 được. Không thể là số 7 được. Vì nếu số 7 là nó bằng bằng phép tính phía bên tay phải. À, phép tính tay phải là 7, cho nên chỉ có số 6 là thỏa mãn, vì số 6 nhỏ hơn 7 và lớn hơn 2. Còn số nào nữa không? Còn số 5. Số 5 cũng thỏa, điều kiện là nhỏ hơn 7 và lớn hơn 2. Còn nữa không? Còn số 4 cũng thỏa điều kiện, nhỏ hơn 7, lớn hơn 2. Và cuối cùng là số 3 cũng thỏa điều kiện là nhỏ hơn 7 và lớn hơn 2. Như vậy cái phép tính này có đến 4 đáp số. Đó. Và các em phải liệt kê đủ 4 đáp số mới có điểm. Còn liệt kê một đáp số thôi, số 6 thôi là cũng không có điểm. Không có đủ điểm. Nó chỉ được có 1/4 điểm à. Do đó thì cái này đề nghị quý phụ huynh học sinh lưu ý. Toán tiểu học ngày nay có thể có nhiều đáp án, chứ không phải chỉ một đáp án. Ở ngày xưa học số học thì chỉ có một đáp án đúng thôi. Cho nên một số phụ huynh thì cũng không quen cái dạng toán mà có nhiều đáp án. Nhưng mà thực tế bây giờ thì nó vậy đó.
bây giờ nó học đôi khi nhiều đáp án lắm. Rồi bài thứ hai, nó cũng là cái dạng tìm số như cái bài vừa rồi. Nhưng mà trong này nó lại cái số tìm được phải chứa theo một phép tính trừ nữa. Như vậy, phải tìm một chữ số nào đó mà nó lớn hơn 4. Đồng thời khi trừ 2 thì nó phải nhỏ hơn 9. Cho nên rõ ràng chúng ta có thể có số đầu tiên là số 9. Vì 9 trừ 2 chắc chắn là nó nhỏ hơn 9. Đây 9 trừ 2 bằng 7. 7 lớn hơn 4. Cho nên số 9 là số thỏa điều kiện. Số thứ hai là số 8. 8 trừ 2 bằng 6, nhỏ hơn 9 và lớn hơn 4. Cho nên số 8 cũng thỏa. Thứ ba là số 7. 7 trừ 2 bằng 5, nhỏ hơn 9 và lớn hơn 4. Và số 6 thì không được. 6 trừ 2 bằng 4, nhỏ hơn 9 nhưng mà không lớn hơn 4. Cho nên không, số 6 cũng được. Do đó bài toán này thì có 3 kết quả là số 9, số 8, số 7. Người lớn chúng ta nhìn thấy bài toán này có vẻ nó cũng dễ, không có khó. Nhưng đối với các em thì đúng là cả một vấn đề. Rất là vất vả tư duy, tính toán, suy nghĩ. Vất vả lắm thì mới giải quyết được mấy bài toán này. Rồi, tiếp theo chúng ta có bài số 7. Cũng là dạng điền số thích hợp vào ô trống. Nhưng mà chúng ta có thể gọi cái dạng toán này nè, chúng ta tự đặt tên đi. Nó là loại phép tính liên hoàn. Và để chủ yếu là phép hai phép cộng trừ thôi. Nhưng mà rõ ràng là nó làm liên hoàn. Rõ ràng dạng toán này chỉ có thể bắt đầu bằng từ ô đầu hoặc là những ô mà trước sau cái ô đỏ này nè thì có thể thực hiện. Đó thì chính những cái vị trí này là vị trí đầu mối để các em lần ra toàn bộ đường dây của bài toán. Những số đỏ này nè, đây là vị trí đầu mối. Từ cái con số đỏ này chúng ta có thể truy ngược về con số đầu tiên hoặc là truy đến con số tiếp theo. Tức là chúng ta có thể tìm ra con số phía bên trái hoặc là bên phải và từ đó giải quyết các cái phép tính còn lại. Thì như vậy thì cũng đơn giản ha. Như cách hướng dẫn hồi cái bài 5 đó, chúng ta cũng hướng dẫn các em lấy 6 nè. Đây là phép tính trừ. 6 trừ 5 sẽ được 1. 3 trừ 1 sẽ được 2. Như vậy là ở chỗ này là 21. Hoặc tìm số đầu tiên bên trái trước. Đây là 6. Số đơn vị ở đây là 6. Số đơn vị của ô tiếp theo cũng 6. Như vậy mấy cộng 6 bằng 6? Các em sẽ tìm được ngay là số 0. Và có ở trên là số 2. Vậy thì mấy cộng 2 sẽ được 3? 3 ở ô kết quả nè. Các em tìm được 1. Và với cách lập luận tư duy như vậy thì các em, với cách suy nghĩ tư duy như vậy, các em sẽ tìm được ở đây là số 10. Rồi, tiếp theo ở vị trí ô này thì hồi nãy chúng ta hướng dẫn rồi. Các em sẽ lấy 6 trừ 5 theo phép tính nè. Lấy 3 trừ 1. Lấy 6 trừ 5, lấy 3 trừ 1 để có kết quả là 21. Sau đó thì từ 21 này các em sẽ cộng với cái số 58. Đây là những phép tính cộng đơn giản, không có nhớ. Đó, nên tuy cái bài toán phức tạp, nhưng nếu các em nó chịu khó suy nghĩ, chịu khó làm thì vẫn có thể là giải quyết rất ổn. Rồi rõ ràng 1 cộng 8, 2 cộng 5 sẽ có kết quả là 79 ha. Rồi tiếp theo là tìm đáp số của ô cuối cùng. 9 trừ 9 bằng 0, 7 trừ 6 cộng 1. Như vậy kết quả của ô cuối cùng là bằng 10. Đây cái dạng toán nhìn nó loằng ngoằng nhưng có vẻ phức tạp. Nhưng nếu chúng ta hướng dẫn các em cho nó bình tĩnh và nó biết nắm cái chìa khóa từ cái ô đầu tiên thì nó sẽ giải quyết lần lần, từ từ nó sẽ giải quyết được bài toán. Và rõ ràng cái toán này thì nóng vội không có được. Phải bình tĩnh suy nghĩ, tư duy giải quyết từ từ từng ô. Những em nóng vội mà ham chơi, mê chơi đồ này kia, đụng vô mấy bài toán này là văng ra ngoài hết, không thể nào giải được. Đó, thì cái toán này nè, cũng nên cho học sinh lớp 2, lớp 3 mà dạng trung bình á, các em nó làm thì nó phát triển tư duy. Chứ không phải toán lớp 1 mà lớp 2, lớp 3 nó giải quyết được ổn đâu, không phải. Rồi, chúng ta chuyển qua một bài khác, bài số 8. Dạng toán này là dạng toán quy luật. Chúng ta phải hướng dẫn cho các em thì nó mới biết đường làm, chứ không nó nhìn vào nó không biết mô tê ác giáp vậy đó. Đó, thì ví dụ như dựa trên bài 1 nè.
ô thứ nhất 16, ô thứ hai bỏ trống, ô thứ ba 24, ô thứ tư 28, ô thứ năm thứ sáu bỏ trống. Như vậy đề bài nó cho kết quả của ba ô và bắt tìm kết quả của ba ô còn lại, bắt tìm đáp án của ba ô còn lại. Thì các em sẽ thấy thế này nè, ô thứ ba là 24, có giá trị là 24. Chìa khóa nằm ở đây, vì ô bên phải là 28, nó cao hơn ô bên trái 4 đơn vị, 24 cộng 4 sẽ bằng 28. Cho nên ô này sẽ cao hơn cái ô bên trái của nó 4 đơn vị. Do đó các em sẽ có cái ô thứ hai có giá trị là 20. Rồi từ đó tính tiếp, ô thứ nhất trở lên ô thứ nhì là nó cách nhau là 4 đơn vị. Thứ nhì cách thứ ba và thứ ba cách thứ tư cũng mỗi ô là 4 đơn vị. Như vậy ô thứ năm sẽ lớn hơn ô thứ tư này 4 đơn vị, và ta có 28 cộng 4 bằng 32. Ô tiếp theo 32 cộng 4 sẽ bằng 36. Đó. Như vậy là giải quyết xong cái bài toán trên. Bài toán dưới thì rắc rối hơn, vì nó cách ô nhau. Như vậy từ ô số 2 cho đến ô số 4 là nó cách nhau 6 đơn vị. Như vậy từ thì đối với lớp 1 các em sẽ thử sai. Các em thử ví dụ như từ đây đến đây cách nhau 1 đơn vị. Nếu cách nhau 1 đơn vị thì ở đây sẽ là 12. Ô số 3 này sẽ là 12. Và 12 tới 17 thì cách nhau tới 5 đơn vị, nên 1 là không được. Ví dụ cách nhau 2 đơn vị thì đây sẽ là số 13. 11 cộng 2 bằng 13. 13 cách 17 đến 4 đơn vị, như vậy cũng không hợp lý. Và bằng cách đó thì các em sẽ tìm ra được cái ô thứ 3 sẽ cách ô thứ 2 là 3 đơn vị. Và kết quả của ô thứ 3 sẽ là 14 đơn vị. Từ đó thì các em sẽ tìm thấy sự hợp lý. Và khi tìm ra quy luật rồi thì việc tìm đáp án của ô số 1 và ô số 5 thì không có gì khó. Tại vì các em đã biết là mỗi ô cách nhau 3 đơn vị, quy luật là như vậy. Cho nên ô số 5 sẽ là 20 và ô số 1 sẽ là 8. Đó, thì đối với người lớn của chúng ta mới nhìn vào tưởng dễ, thấy dễ. Đó, nhưng mà hướng dẫn cho các em cách tư duy để các em giải quyết được cái bài toán này, tìm ra cái quy luật của phép tính. Đó, đó mới là vấn đề. Làm sao cho trẻ em lớp 1 nó hiểu được cái quy luật, cái tính quy luật. Số này hơn số kia bao nhiêu. Đó, thì từ đó sẽ tìm ra những cái số tiếp theo. Nó tuân theo cái quy định của bài toán. Thì mới giải được cái dạng toán này. Rồi, một dạng toán tiếp theo. Bài số 9. Đây cũng là một cái loại mà loại toán dùng cho các em học sinh là có năng lực. Đó, cái đề toán chỉ có vậy thôi đó. Nhìn hình, tự đặt đề toán, rồi giải. Tức là tự viết đề rồi tự giải toán luôn. Ta quăng lên cho hai cái hình này. Như vậy các em nó sẽ phải đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cái nhóm lớn này là có 9 ngôi sao. Và nhóm sau là 1, 2, 3, 4, 5. Nhóm nhỏ hơn có 5 ngôi sao. Lớp 1 các em nó nhìn vào nó đã quen rồi. Nhìn vào hai cái nhóm số lượng thì nó có thể phát sinh ra phép tính cộng hoặc tính trừ. Hoặc là cộng hai cái này với nhau, hoặc là trừ cho nhau. Thì nếu các em mà nó chưa học tới phép tính hai chữ số á, là nó không đặt đề bằng phép tính cộng ở đây đâu. Bí liền, vô phương giải. Nếu mà đặt một cái bài toán đố là tính trừ thì nó sẽ xử lý được. Còn toán cộng là nó lên toán có hai chữ số rồi, có chừng là không được. Đó thì tùy trình độ, sự phù hợp mà các em ấy thôi. Cho nên các em có thể đặt bài toán như thế này. Nó còn có thể đặt vô số cái kiểu toán khác. Tự viết đề mà, tự cho đề. Đó, các em nó có thể đặt đề toán là Lan cắt được 9 ngôi sao màu vàng, Lan cho Hương 5 ngôi sao. Hỏi Lan, còn lại mấy ngôi sao? Nếu đặt cái này thì rất phù hợp, rất nhẹ nhàng và dễ làm. Vì đây là phép tính trừ thôi, lấy 9 ngôi sao trừ 5 ngôi sao. Đó, thì ra đáp án, ra đáp số. Đó, và đây là bài làm. Hỏi Lan còn lại mấy ngôi sao thì trả lời số ngôi sao Lan còn lại là 9 trừ 5 bằng 4 ngôi sao. Và đáp án đáp án là 4 ngôi sao. 9 trừ 5 bằng 4. Đáp số 4 ngôi sao. Ở cái dạng toán này học sinh khá giỏi mới làm được. Đó.
thì video hôm nay xin phép được kết thúc ở đây. Rất cảm ơn quý vị đã xem video và ủng hộ cho kênh Mèo Hay trong cái thời gian vừa qua. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye.